Bố, bố bị làm sao thế? Không sao, không sao. Trộm gà không xong lại mất tong bịch thóc. Ông ấy bị lật thuyền trong mương. Nửa đêm bố dậy ăn thêm vài bát canh. Chỉ có vậy thôi. Sao mặt con nhợt nhạt thế? Có phải đi làm bận quá không? Bố nói con nghe. Ông hết khó chịu rồi phải không? Lúc nãy bảo soái bảo ông thế nào? Ông nói ít thôi. Nói nhiều quá đấy. Hạ Băng, cô giúp việc Tứ Xuyên thế nào? Có ổn không? Tốt lắm ạ. Vậy thì được. Con cứ yên tâm mà đi làm. Đã dùng người thì không nên ngờ vực. Ngờ vực thì đừng dùng. Con cứ đối xử tốt với người ta thì chắc chắn người ta cũng tốt lại với con gái con. Bố em thế nào rồi? Về nhà được chưa hay phải nằm viện theo dõi? Không sao, không cần nằm viện theo dõi. Đợi chút nữa có kết quả, các chỉ số ổn là có thể về nhà. Vậy con đi lấy kết quả cho bố nhé. Con ợ hả? Ai bảo ông ăn thế? Chưa chết là may cho ông đấy. Ăn vụng cơ. Chưa nói với bố mẹ em chuyện em nghỉ việc à? Chưa. Nếu bố mẹ em biết em nghỉ việc ở nhà trông Mãn Mãn đã đành, lại còn thêm mẹ chồng, chắc mẹ em không chịu đâu. Mẹ em vất vả chăm con gái khôn lớn, giờ con gái lại phải đi chăm mẹ người khác, chắc bà tức điên lên. Bây giờ em không phải đi làm nữa, ở nhà chắc sẽ thoải mái hơn. Thoải mái ư? Hồi còn đi làm, dù bận rộn cũng vẫn có giờ giấc, nhiều nhất mỗi ngày 8 tiếng thôi. Còn việc nhà thì đâu có giờ giấc nào. Nói khó nghe thì đến đi vệ sinh cũng không theo ý mình được. Thảo nào, cúc áo cũng cài lệch rồi kìa. Đây là mốt đấy. Mốt ư? Thế thì em đừng cài lại nữa. Thật không ngờ cũng có ngày em không soi gương trước khi ra đường đấy. Bây giờ em là một chiến sĩ. Chiến sĩ ra trận làm gì có tâm trạng soi gương. Ừ, chiến sĩ. Vậy xin hỏi chiến sĩ có cần anh và Juliet chi viện cái gì không? Khi nào cần, em nhất định không ngại làm phiền hai người đâu. Bất cứ lúc nào. Yên tâm đi. Được. Hạ Kiến Quốc. Có. Thế nào rồi? Không có vấn đề gì. Em đọc có hiểu đâu. Mau về nhà ngủ đi. Cảm ơn anh. Về đi. Nào, cô vào đi. Con thỏ bông đáng yêu quá. Đẹp quá. Chào cháu. Mẹ, con thỏ ở đâu thế? Con thỏ nhà mình, không hiểu sao lại ở bên ngoài. Mẹ nhặt nó về đấy. Quả cầu luyện tay con đưa mẹ đâu? Đây, đây, đây. Quả cầu của tôi sao lại ở chỗ cô? Nguyên bảo. Cô Lý. Chào Nguyên Bảo. Bảo, con không chăm trẻ nên không biết. Mãn Mãn thích cái này nhất đấy. Đúng rồi, con thỏ của Mãn Mãn. Con tìm suốt mấy hôm nay không thấy. Mẹ tìm thấy rồi à? Nó bị người ta vứt ngoài đường, mẹ nhặt về đấy. May mà có mẹ, mẹ tài thật đấy. Nếu không Mãn Mãn chẳng có thỏ để chơi. Đúng thế. Nhưng mà thế này chắc phải giặt đã. Đúng đúng, phải giặt đã, bẩn quá. Phải. Tôi đi giặt đã. Chị đi giặt cho nó sạch sẽ đi. Nguyên Bảo, để ý mì trên bếp cho em. Mãn Mãn, mẹ đây. Nguyên Bảo. Tình hình mẹ cháu bây giờ, bà ấy nhặt cái gì cứ để cho bà ấy nhặt. Dù sao, bà ấy còn nhớ Mãn Mãn. Bệnh cứ diễn tiến thế này, sẽ đến lúc cháu bảo nhặt cũng không được nữa. Vì bà ấy có thể sẽ quên hết chúng ta. Nhìn bà ấy bây giờ, cô vừa lo vừa sợ. Cô với bà ấy cùng độ tuổi. Biết đâu có một ngày, cô cũng mắc căn bệnh kỳ quái nào đó. Cô không bị đâu. Cô Lý, cô sẽ khỏe.
ở hiền sẽ gặp lành. Hơn nữa, không phải ai cũng mắc bệnh này. Cô rất hay nói, đầu óc linh hoạt sẽ không mắc bệnh này đâu. Sao bây giờ lắm người mắc những bệnh kỳ lạ thế chứ? Mỗi người một thứ bệnh. Bạn trai của Tiên Tiên, dù là Trịnh Nhĩ hay Phàn, cháu cũng phải nhanh chóng chốt cho cô. Cô Lý, có lúc cháu cảm thấy hình như cô cũng mắc bệnh lạ. Ôi, mì! Sạch rồi hả mẹ? Bảo Bảo, giặt sạch rồi. Trắng quá, sạch chưa? Sạch thật rồi, còn ướt đấy, để con phơi nó lên. Nhớ kẹp nó vào, để con. Được rồi, vào thôi, Mãn Mãn sẽ thích lắm đây. Em đã xem kế hoạch của anh hôm nay, kín lịch luôn, còn nhiều hơn cả những việc em định làm. Em thấy anh làm bố ngày càng chuyên nghiệp đấy. Anh cũng không ngờ anh lại tìm thấy niềm vui trong việc đó. Nếu là một tháng trước thì đến nghĩ anh cũng chẳng dám nghĩ tới. Có lý do gì vậy? Điều gì khiến anh tìm thấy niềm vui trong đó? Thế này nhá. Hàng ngày anh đưa Rocky đi khắp nơi. Hai bố con dạo bộ, chơi, ăn uống. Thật ra thành phố này có nhiều chỗ. Trước kia anh không hề để ý tới, cũng chưa từng đi. Bây giờ cứ như thể anh làm quen lại với thành phố này. Tốt quá. Điều đó cũng chứng minh cuộc sống của chúng ta sắp bước vào một guồng quay thuận lợi, đúng không? Anh xem, visa và các thủ tục cho con gái anh đi du học đã làm gần xong rồi. Nghe nói, vợ cũ của anh cũng đang cố gắng thi chứng chỉ giúp việc phụ nữ ở cữ, chứng chỉ massage trẻ sơ sinh. Sau này chuyện kiếm được 8.000, 10.000 một tháng là không vấn đề gì rồi, đúng không? Thế là anh yên tâm rồi nhé. Theo kế hoạch này của em, thì có phải anh đã thể hiện rất tốt không? Lần này, thực sự, anh làm em phải nhìn anh bằng con mắt khác đấy. Vậy có thưởng không? Anh muốn thưởng gì nào? Thêm cái nữa. Thêm cái nữa nào? Có một năm, bạn trai tôi ra nước ngoài. Chúng tôi hẹn trong vòng một năm không được liên lạc với nhau. Hôm tròn một năm, tôi ra sân bay đón anh ấy. Anh đoán sẽ thế nào? Chính tôi còn không ngờ, tình cảm của chúng tôi còn thắm thiết hơn trước. Nhất là tôi, trong một năm đó, tôi không hề có một người đàn ông nào khác. Và tôi cũng tin rằng anh ấy không có cô gái nào khác. Bên ngoài người ta đồn rằng cô có rất nhiều bạn trai. Tôi luôn cho rằng hôn nhân cần có sự chung thủy. Nhưng yêu đương chỉ cần bản thân thấy vui là được. Nếu anh làm cho tôi vui, đương nhiên tôi sẽ không đi tìm người khác. Nhưng anh làm tôi không vui, thì tôi có quyền và không gian để đi tìm người khác. Nhiều người cho rằng đó là xấu, thì cứ coi như vậy đi. Tôi không quan tâm. Ví dụ như bây giờ tôi và anh đang cùng ăn cơm. Nếu có ai đó nhiều chuyện trông thấy chúng ta ngồi với nhau, có thể họ sẽ bảo anh là bạn trai của tôi. Vậy anh có sợ không? Mộc Tử biết rằng tôi phải gửi báo cáo tài chính cho cô hàng tuần. Mà đúng là như vậy. Không làm chuyện gì có lỗi, sao phải sợ chứ?
Lý Mộc Tử bề ngoài có vẻ rất biết điều, nhưng thực ra rất vô lý. Đúng rồi, có cho Rocky ăn một miếng bánh ngọt sô-cô-la không? Không không. Ngoài mấy cửa hàng bánh ngọt quen ra, Mộc Tử không cho ăn ở đâu khác, nhất là vị sô-cô-la. Cô ấy bảo sẽ ảnh hưởng tới trí thông minh. Anh biết không, tạp chí chúng tôi từng làm điều tra, những đứa trẻ thường xuyên ăn sô-cô-la sẽ vui vẻ hơn. Theo anh thì trí thông minh quan trọng hay sự vui vẻ quan trọng? Tất nhiên, tôi biết là đối với Lý Mộc Tử, cái này khá quan trọng. Nhưng còn anh thì chọn cái gì? Tôi nghĩ lựa chọn của hai chúng ta giống nhau. Mộc Tử, chào. Tổng biên tập, sao em lại ngồi đây? Em đến công ty xin thanh toán, sao em không lên trên? Em mang cả con theo, sợ lên văn phòng không tiện. Không sao, em lên đi, mọi người cũng rất nhớ em. Em lên trước đi, chị đi mua đồ uống. Vâng. Nheo mắt nào, cười lên đi, cười đi. Lễ Tân mới đến công ty đấy, bây giờ em dạy cô ấy từ đầu. Việc này làm em nhớ hồi em mới đến, chị đã dạy em thế nào? Nói thật đi, bây giờ nhìn mình thế nào? Xét trong vai trò một bà nội trợ gia đình, cậu vẫn còn duyên dáng, thon thả lắm. Không đi làm, không mặc đồ địa hình là thế đấy. Không được câu nào tử tế hả? Sự thật mất lòng mà. Hôm nay của mình là ngày mai của các cậu. Đến lúc ấy, mình nhất định sẽ trả thù. Đừng đừng, đến cậu mà còn không chịu nổi, cậu nghĩ bọn mình có dám kết hôn sinh con hay không? Thôi đi, thôi đi. Em sẽ không như họ chứ, họ đang biện hộ cho việc già rồi mà vẫn ế chồng đấy. Chị có quay lại không, Hạ Băng? Lúc chị ở đây thì thấy bình thường, nhưng chị đi rồi thì em nhớ chị lắm đấy. Quay lại làm gì? Em rảnh thì đi thăm người ta, trông con giúp người ta chứ. Đúng đấy, hay là cuối tuần này bọn mình đến nhà Hạ Băng đi. Được đấy. Nói rồi đấy nhá, nhất định phải đến. Có điều ăn uống tự túc, mình không có thời gian nấu cơm cho các cậu, cũng không có thời gian ra ngoài ăn cùng các cậu đâu. Có ai tiếp khách như cậu không hả? Mãn Mãn, có ai tranh của con đâu? Mãn Mãn. Lý Mộc Tử gọi cậu đấy. Để bọn mình trông em bé cho. Đừng sờ vào mặt nó, tay bẩn đấy. Mãn Mãn, Mãn Mãn. Dạo này thế nào? Chăm con có thấy nhàm chán không? Em vẫn đang thích nghi. Tổng biên tập, Rocky nhà chị thường ngày vẫn do chồng chị trông đúng không? Có ổn không ạ? Ổn hơn chị tưởng rất nhiều. Bây giờ anh ấy ngày nào cũng vui vẻ, cởi mở. Chị thấy anh ấy đang bắt đầu yêu đời trở lại. Lúc nãy ở dưới nhà, em nhìn thấy chị Kiều An. Trông chị ấy có vẻ rất vui. Kiều An à, cô ấy lúc nào chẳng có vẻ tràn trề sinh lực. Hiện anh Lạc Thiên nhà chị đang quản lý tài khoản cổ phiếu cho cô ta. Là chị giới thiệu ạ. Có lần họp báo cùng, cô ta bảo muốn tìm một người quản lý tài chính. Anh Lạc Thiên làm nghề ấy nên chị giới thiệu cho cô ta. Vì thế,
Nên họ thường xuyên gặp nhau ạ. Mỗi tuần một lần. Sao vậy? Em nghi ngờ Lạc Thiên và Kiều An sẽ... Không đâu. Em chỉ nghĩ là hàng ngày chị bận rộn, về nhà lại chăm sóc Rocky, nên thời gian chuyện trò với chồng chắc sẽ ít đi. Nỗi lo lắng của những phụ nữ bình thường như bọn em sẽ không bao giờ xảy ra với chị. Bọn em càng ngày càng không rời xa được chồng. Còn ở nhà chị, chồng càng ngày càng không thể rời xa chị. Nếu anh ấy dứt bỏ chị, cái giá với anh ấy sẽ quá lớn. Hơn nữa, Kiều An là người thế nào? Cô ta chẳng rảnh tới mức dụ một ông bố nội trợ đâu. Không có thì tốt. Nhưng mà... Sao thế? Mấy năm nay, em cứ có cảm giác mọi việc cuối cùng đều xảy ra theo chiều hướng xấu nhất mà mình có thể tưởng tượng. Chính vì vậy, em phải dành cho mình cái quyền có thể hét dừng bất cứ lúc nào. Em hiểu không? Em từng tưởng mọi việc trong tay mình, nhưng hóa ra lại không phải. Chị không giống em. Số dư trong tài khoản của bạn là 13.530 tệ. Bàn bạc một chút nào. Nào họp đi, họp đi, họp đi. Sao suốt thời gian dài, các cậu không phát hiện ra tôi luôn đi về lúc 4 giờ chiều? Chưa hỏi cậu thôi mà. Ý cậu là sao? Tôi đang làm thêm ở ngoài. Chỗ chúng ta cũng không... Dạo này cũng không có gì khởi sắc. Áp lực gia đình lại quá lớn, nên tôi đã tìm việc làm thêm. Nhưng dù như vậy, tôi vẫn thấy khó xoay sở quá. Tôi muốn bàn với các cậu. Qua tuần này, tôi xin rút. Nguyên Bảo, cậu đừng rút. Tôi biết cậu khó khăn. Không, thật đấy. Các cậu không cần nói gì cả. Các cậu nói là tôi lại ngại. Hoàn cảnh gia đình tôi, các cậu cũng biết rồi đấy. Mẹ già con nhỏ. Con nhỏ thì quấy khóc. Mẹ già thì bệnh tật. Bây giờ tiền công ty nợ đã trả gần hết rồi. Nhưng thứ tôi nợ gia đình tôi thì không biết có trả nổi hay không nữa. Nguyên Bảo, tình hình nhà cậu, anh em cũng biết. Thật đấy, tôi và Trịnh Nhĩ có một mình. Một mình no là cả nhà không đói. Nhưng còn cậu còn bao nhiêu việc lớn nhỏ. Thế này nhá, cậu cứ đi làm thêm. Không ai nói gì đâu, nhưng cậu đừng rút. Cậu cố thêm một thời gian nữa. Cố thêm một thời gian nữa thôi, ngắn cũng được. Cậu không biết được tương lai sẽ như thế nào. Lỡ như công ty chúng ta khởi sắc thì sao? Đúng đấy. Tôi nói lỡ như thôi. Cậu cố gắng thêm một thời gian đi. Chỉ cần đến lúc cậu bàn giao tập khách hàng của cậu cho tôi và Trịnh Nhĩ là được mà. Chuyện mẹ cậu, cả ba bọn mình đều đang nhàn rỗi. Lúc rảnh có thể thay phiên nhau đến chăm sóc. Không thành vấn đề. Cậu cố thêm đi. Xin cậu đấy. Xin cậu đấy. Đừng có chọc tôi. Cố chút nữa. Tiên Tiên,
Em không nói với mẹ em chuyện anh vẫn ngồi không ở công ty chứ? Không được nói, nhất định không được nói nhé. Em cùng phe với các anh mà. Tiên Tiên sẽ không nói đâu, xin cậu đấy. Coi như vừa rồi tôi chưa nói gì nhé. Cậu có mệt thì nghỉ chút đi. Tôi rót nước cho cậu nhé. Nhanh đi. Ai đấy? Bà Thông gia. Bà làm gì thế? Tôi ấn chuông đau cả tay, tê hết vai rồi. Tại tôi, từ lâu tôi muốn hầm cho bà ít canh bồi bổ mang sang đây. Nhưng lần trước gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên lần này hầm canh xong một cái là tôi vội vã đi luôn đến đây. Chuyện ngoài ý muốn gì thế? À, bị trộm ăn vụng mất. Thời buổi này mà còn có chuyện đó à? Có cần để vào tủ lạnh không? Bà cứ để cô giúp việc làm. Để tôi. Giúp việc đâu? Đưa Mạn Mạn đi chơi à? Bà Thông gia, tôi thấy cô này làm việc hình như không cẩn thận tỉ mỉ. Nhà bà còn không sạch sẽ bằng ngày xưa. Bà bảo sao ạ? Tôi bảo giúp việc bây giờ sao chỉ biết trông trẻ con mà không chịu làm việc nhà. À, cô giúp việc Tứ Xuyên hả? Hạ Băng chưa nói gì với bà. Mẹ ơi! Mẹ! Hạ Băng về rồi à? Sao mẹ lại đến đây? Sao mẹ đến mà không gọi điện cho con? Mẹ có gọi nhưng con không nghe máy. Mẹ nghĩ con đang làm việc nên đi thẳng tới đây. Bà Thông gia, Hạ Băng không đi làm nữa rồi. Nó hy sinh cho gia đình nhiều lắm đấy. Mẹ chồng con lẫn hết rồi, nói linh tinh đấy mẹ đừng nghe. Thế sao con tan làm sớm thế? Hôm qua con làm ca đêm, chiều nay mới phải đi làm. Mẹ, mẹ về đi, con đưa mẹ về nhé. Mẹ vừa mới tới sao lại về? Vậy mẹ đi siêu thị với con muốn đi mua mấy cuộn giấy vệ sinh. Đi luôn bây giờ đi, con không ăn cơm à? Không, không ăn ạ. Vậy bà Thông gia tôi xin phép về nhé. Túi của bà này, từ từ đã, để mẹ đi giày đã. Đá giày của mẹ ra tận đây rồi. Hai mẹ con nhà này lạ quá, đến túi cũng không cầm nữa. Mẹ, lát nữa con về nhé. Mẹ biết rồi. Dục gì mà lắm thế? Mãn Mãn à? Mẹ đừng nghe mẹ Nguyên bảo nói linh tinh, bây giờ trí nhớ của bái kém lắm. Mẹ biết rồi. Bái bảo con không đi làm. Không đi làm thì con ăn bằng gì, uống bằng gì? Ở nhà hầu hạ mẹ già chăm sóc con nhỏ chắc. Hơn nữa, Hạ Băng à, phụ nữ không dựa vào ai được đâu, dựa vào mình là chắc nhất. Mẹ Nguyên bảo cũng thật là tự nhiên quên là quên hết được. Thế nên mẹ đến ít thôi, mấy hôm nữa có khi mẹ anh ấy lại nhầm ai khác tốt với mình chứ không phải mẹ đâu. Mẹ cứ ở nhà đi nhảy múa cho sướng, người mẹ càng ngày càng đẹp đấy. Vóc dáng của mẹ con là đẹp tự nhiên đấy, đúng vậy. Hạ Băng, bà đến chơi. Mẹ cháu phải, cô biết mẹ cháu đến làm gì. Chắc bà đến dạy con gái cách nội trợ đúng không? Mẹ Hạ Băng, tái ông mất ngựa chưa biết là họa hay phúc. Câu này tôi thấm thía vô cùng. Hồi đầu nếu tôi bắt Nguyên bảo bỏ Hạ Băng lấy Tiên Tiên nhà tôi, thì bây giờ công việc cũng phải bỏ. Chuyện ăn mặc của già trẻ trong nhà đều trút lên đầu Tiên Tiên nhà tôi. Bà là mẹ, tôi cũng là mẹ. Con đứng lại cho mẹ, Hạ Băng. Tôi rất thông cảm với bà. Con đứng lại đi Hạ Băng. Mẹ. Đừng đánh, đừng đánh. Đánh nhau là không tốt. Tôi lên thăm mẹ Nguyên Bảo đây. Đừng đánh, đừng đánh. Con vừa nói gì với mẹ? Chuyện lớn như thế mà con giống mẹ à? Đâu có ạ. Tính con bây giờ càng ngày càng giống bố con rồi. Nhăn nhở cái gì? Con về với mẹ. Về đâu ạ? Về nhà. Không được, nhà con không có ai. Nhà có cô Lý rồi. Cô ấy là người ngoài mà. Con có đi không? Đi đâu ạ? Mẹ đưa con bé đi đâu? Mãn Mãn, mẹ. Con mau gọi điện cho Nguyên Bảo đi. Con không có điện thoại. Bệnh dạ dày 8 phần là do tức giận mà thành. Vết thương lần trước chưa lành, giờ con lại làm bố tức giận.
Ông nói bé bé thôi, Mạn Mạn đang ngủ kia kìa. Con ở nhà chồng làm giúp việc, vậy mẹ vất vả bồi dưỡng cho con làm cái gì? Nói bé thôi, cháu đang ngủ cơ mà. Mẹ, thực ra bố mẹ cũng đâu có bồi dưỡng con, đúng không? Cần đi học, con đi học. Cần đi thi, con đi thi. Rồi cũng chỉ có cái bằng cao đẳng thôi. Bằng cao đẳng không phải là bằng à? Không phải là bằng à? Con làm giúp việc thì cần gì bằng? Mẹ, là thế này. Bây giờ nếu tìm một giúp việc tốt, thì lương của họ còn cao hơn cả lương của Hạ Băng cơ. Cậu có ý gì hả, Nguyên Bảo? Ý của cậu là con gái tôi bây giờ còn không bằng một giúp việc ư? Có phải không? Có phải không? Ý cậu là thế chứ gì? Không phải đâu ạ. Ý con là, bây giờ nếu bọn con thuê một giúp việc tốt thì lương của Hạ Băng kiếm được coi như là bằng không. Chưa kể còn phải bù thêm vào. Bù thêm bao nhiêu? Cậu nói đi. Không đâu mẹ, nói đi bao nhiêu? Con nói ra bao nhiêu thì thật khó. Cậu nói đi bao nhiêu? 1.000 hay 2.000 tôi sẽ bù được chưa? Từ 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 từ. Câu này không nói bừa được đâu. Có cần bù thì cũng không đến lượt bà. Mẹ Nguyên bảo, lương hưu được bao nhiêu? Bố, lương giúp việc bây giờ cùng lắm là 1.000 đúng không? Lương của Hạ Băng đã được tăng lên gấp đôi rồi còn gì? Vớ vẩn, toàn nói vớ vẩn, ông ngồi yên cho tôi. Tôi nói cho cậu biết Nguyên bảo, dù thế nào, tôi cũng muốn cho con gái tôi đi làm. Cậu nghe rõ chưa? Con gái tôi không thể ở nhà hầu hạ người khác. Tôi cho hai người vài ngày tìm người giúp việc. Mẹ, chuyện này không phải do Nguyên bảo, mà là do con quyết định. Con thương Mãn Mãn nên mới quyết định nghỉ việc ở nhà với Mãn Mãn cho đến khi nó đi trẻ. Con thương con gái con, mẹ cũng thương con gái mẹ. Bây giờ con hiểu rồi chứ? Con hiểu ạ. Nguyên bảo nói gì đi chứ? Tôi đã đánh cậu rồi mà vẫn không nói à? Nguyên bảo anh ngồi xuống đi. Mẹ cứ bình tĩnh. Trước mắt bọn con đành phải tạm như vậy, không còn cách nào khác. Mẹ à, nhưng con đảm bảo con sẽ cố gắng trong thời gian nhanh nhất tìm một giúp việc để giải phóng cho cô ấy, được không hả mẹ? Con nói sẽ tìm giúp việc đấy nhá. Vâng vâng, con nói rồi, bao giờ? Con sẽ cố gắng nhanh nhất, con sẽ tìm ngay. Thôi thôi, con tìm người không ổn. Lỡ con tìm người mà mẹ không tin tưởng, mẹ sẽ tìm giúp việc, nhưng con trả tiền. Vâng. Tôi có đánh nó đâu, ngồi xuống đi, từ từ nói chuyện. Khô cả cổ, rót cho tôi cốc nước. Mẹ uống nước đi. Vậy con nói xem, bây giờ nó ở nhà trông con, không đi làm, nó tiêu pha bằng gì? Con cũng tìm một công việc mà. Tất cả tiền kiếm được, con chuyển hết cho cô ấy, coi như con phát lương cho con gái mẹ. Nguyên bảo, con đừng nói ra vẻ hay ho vậy. Đàn ông nuôi vợ là lẽ đương nhiên. Mẹ đang nói chuyện với con mà, nó là vợ con nuôi nó là bình thường. Bố Hạ Băng kia tật xấu đầy người, nhưng ít nhất về khoản này ông ấy cũng có ưu điểm. Con hỏi ông ấy xem, mấy chục năm nay cái thẻ lương trông như thế nào, ông ấy cũng không biết. Đúng đấy, Nguyên bảo, thẻ lương của con đâu? Đây ạ. Nguyên bảo, một người đàn ông có tố chất, có trách nhiệm, thẻ lương không nên giữ trong ví mình mà nên giao cho vợ, đúng không? Thẻ này có lương tháng của anh, trong đó còn một ít tiết kiệm, cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng anh đưa hết cho em đấy. Không không, Nguyên bảo. Không làm gì vậy? Thực ra, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Điều này chỉ chứng minh con một lòng một dạ thôi. Hạ Băng, thẻ này để bố giữ nhé. Nếu con tìm được việc làm, bố sẽ lập tức trả lại cho Nguyên bảo. Còn nếu con không tìm được việc, chi tiêu hàng ngày chẳng đáng bao nhiêu. Số tiền trong thẻ này để dành cho nhu cầu cấp bách. Nguyên bảo, bố nói thế có đúng không? Đúng ạ, con không ý kiến ạ. Được, được. Về nhà thôi.
Ngồi vào nhé. Về nhà nào. Kéo xuống nhé. Được rồi, đi thôi. Anh có lương thật à? Đi làm thì phải có lương chứ. Anh đưa thẻ lương cho bố em giữ, anh không tiếc à? Anh kiếm tiền là để cho em tiêu mà, có gì mà tiếc. Về nhà thôi, về nhà thôi. Không biết trong thẻ này có bao nhiêu tiền. Mai tôi sẽ ra ngân hàng kiểm tra, rồi gửi tiết kiệm. Tôi thấy ông không biết xấu hổ là gì. Lúc này Nguyên Bảo đang trong giai đoạn khó khăn nhất. Thế mà ông nỡ làm vậy. Hổ dữ không ăn thịt con. Ông có hiểu câu đó không hả? Bà tưởng tôi lấy tiền của nó thật à? Tôi chỉ thử lòng Nguyên Bảo thôi. Nếu nó sẵn sàng để cái thẻ lại đây không luyến tiếc, thì tôi sẽ trả lại nó nguyên vẹn. Trả nó ư? Ông vừa nói cái gì? Gửi tiết kiệm mà. Còn mấy tháng nữa cơ mà. Hơn nữa, bây giờ gửi tiết kiệm tiện lắm, lãi suất cao, còn hơn là để tiền trong thẻ thế này. Hôm nay em mệt quá, để mai đi được không? Để mai đi anh. Hôm nay em mệt lắm, mai đi. Hôm nay em mệt, mai cũng mệt như thế. Hôm nay em mệt chết đấy, để mai đi. Thật đấy, mai đi mà. Anh giận à? Giận thật à? Lúc có thai anh muốn em không chịu. Em sợ làm bị thương con gái anh. Đừng nhiều lời nữa, nào. Em nghĩ là mọi chuyện đều nghe em à? Anh im đi. Bắt đầu thôi. Đợi chút. Lại gì thế? Ông xã, em đây. Anh à, sao thế? Ngủ đi. Anh muốn mà. Anh mệt rồi. Mãn Mãn vừa đắp chăn ra. Nếu em không đắp chăn cho nó, mai nó lại bị cảm thì sao? Anh không trách em làm đúng mà. Đừng thế chứ. Thế này nhá. Anh thấy hôm nay không phải ngày tốt. Mình để hôm khác đi. Hay là từ giờ mình chỉ làm vào ngày thứ sáu thôi. Tại sao ư? Vì ngày hôm sau mình không phải đi làm. Tâm trạng thoải mái. Thứ sáu còn có phim vụ nổ lớn. Chúng ta xem xong phim đầu óc thư giãn. Mãn Mãn đem đi gửi. Rồi chúng ta... Quy định ngày rõ ràng như thế được không? Hôm nay thì miễn đi. Cuộc sống của chúng ta đã đến mức này rồi ư? Đến làm chuyện này cũng phải theo ngày giờ. Không còn cách nào khác. Có con ở đây, bao nhiêu việc quốc gia đại sự cũng phải dừng lại. Chẳng còn cách nào. Em có đồng ý không? Được rồi.
mãn mãn. Khóc thế này mà bố vẫn còn ngủ được, dậy đi. Tỉnh ngủ rồi đúng không? Đừng khóc nữa con, ra bố bế nhé. Anh rửa mặt mũi cho con, pha sữa cho nó đi, để em đi gọi mẹ đã. Mẹ ơi, mẹ dậy chưa? Mẹ dậy rồi à? Mẹ chuẩn bị đi, lát chúng ta sẽ đến bệnh viện đấy. Đến viện à? Hôm qua đã bàn thế rồi mà. Con xem, mẹ lại quên mất rồi. Mãn mãn sao thế? Không sao đâu, mẹ chuẩn bị đi, con làm đồ ăn sáng, lát mẹ ra ăn nhé. Mãn mãn, giữ thể diện cho bố tí nào. Chẳng mấy khi bố cho con uống sữa. Em xong việc thì ra bế nó nhé. Lát nữa em phải đi siêu thị mua đồ, sau đó mới tới bệnh viện. Em sẽ cố gắng đến trước 10 rưỡi được không? Em cố nhanh nhé, vì 11 giờ anh hẹn khách hàng ở ngân hàng rồi. Em biết rồi, em sẽ cố gắng đến sớm. Để mẹ cho ăn nào, mẹ cho ăn nhé. Anh trông bếp cho em đi. Ừ, nước sôi thì cho trứng vào. Để mẹ cho con ăn nhé, ngoan. Đừng khóc nữa, đến đi nào. Nguyên bảo, đợi lâu không? Mệt hết hơi. Từ từ thôi. Khát quá, có nước không? Có đây. Nó ngủ say ghê nhỉ? Mẹ con chạy như thế mà con không tỉnh à? Mãn mãn, mở mắt ra bố xem nào. Mẹ đâu rồi? Mẹ... Mẹ ơi! Mẹ định đi đâu đấy? Thì về nhà chứ đi đâu. Mẹ đi gọi taxi. Vâng, con đi với mẹ nhé. Mẹ đi gọi taxi cho hai đứa mà. Vâng vâng, con đi cùng mẹ. Taxi. Đi thôi. Bảo... Con cũng gọi xe mà đi, đừng đi xe buýt nhé. Con biết rồi. Mau đi đi. Mãn mãn, lát nữa bố sẽ về ngay mà. Hai người đến đấy à? Mang cho em ít đồ ăn ngon đây. Chào cô. Cháu là... Mẹ quên rồi à? Đây là Bảo Soái, bạn học của Nguyên Bảo. Còn đây là Juliet, bạn gái anh ấy. Mẹ biết rồi, là cái cậu kết hôn lần trước à? Các cháu đến rồi thì vào nhà chơi đi. Vào nhà đi. Không cần đâu. Bọn anh đi ăn ở gần đây. Biết em thích món này nên mang đến cho em một ít. Không cần phiền đâu. Hay mình cứ vào đi, tiện thể trông em bé giúp Hạ Băng để cô ấy ngồi ăn cho ngon. Vào nhà đi. Con ăn no chưa? Con đang ăn gì đấy? Mẹ ngủ rồi. Món gì thế? Bánh bao chiên à? Lâu lắm không được ăn. Cậu ăn đi, bọn mình trông con giúp cho. Cậu ăn xong thì bọn mình về.
Bây giờ câu nói hay nhất mà mình muốn nghe là để mình trông con giúp cho. Giấm đâu? Dưới tủ bếp ấy. Sao không ăn nữa?